Mình giới thiệu với các bạn cái khay tắt ngải này các bạn này. Cái khay tắt ngải này được làm bằng inox và nó có ba cái ống tắt như thế này. Thế thì mình đầu tiên là mình sẽ đốt cái điếu ngải. Đấy, đốt điếu ngải như thế này. Đấy. Sau khi mình dùng xong rồi, mình hơ như này. Sau đó mình dùng xong rồi nhé các bạn nhé. Thì mình cắm cái điếu ngải vào đây, tự động nó sẽ tắt. Ví dụ sau này mình có vài điếu nữa thì mình cứ cắm vào đây, tự động nó tắt. Thì cái này nó rất là nhìn nó rất là đẹp và mình có thể để trên mặt bàn được, nó rất là thuận tiện. Và khi cắm vào đây chỉ khoảng 30 giây đến 1 phút đây, các bạn thấy đấy, thật là nó đã tắt hoàn toàn được.